giáo sứ Việt Nam chúng con xin được hân hoan chào đón đức cha, quý cha cùng toàn thể quý khách.
thức là niềm một dân sở của trang sở sẽ là niềm tú đối với đất chăm sóc đức tin phục vụ như cộng phục vụ trong đời sống cộng đoàn.
Đức chị anh chị em trong giáo xứ Bình Lộc luôn luôn có một thiện tâm mở ra đón nhận, rồi cộng tác hăng say. Chí nhiên Đức cha thì ngày vắng mặt xa thì ít đến, như là tôi ngay ở đây luôn không sao, cho nên tôi nói biết cha Tú cứ an tâm. Giáo xứ Bình Lộc rất là dễ thương, bà con cháu dân sống ở một cái vùng đồng quê nhưng mà rất là tích cực cộng tác để xây dựng giáo xứ của chính mình. Ước mong điều đó sẽ được thể hiện trong thời gian sắp tới với cha Lưu Xe Trần Thanh Tu. Văn thư bổ nhiệm tại Mục Long Xuyên, vì nhu cầu và lợi ích thiêng liêng của giáo chân giáo xứ Bình Lộc, giáo hạ Tân Hiệp, căn cứ quyền hạn của Đức Giáo Hội Giáo Phận và sau khi đã tham khảo ý kiến của những vị hữu trách, chiếu theo quy tắc của các điều 523 và 524 của Bộ Giáo luật hiện hành, với văn thư này chúng tôi quyết định bổ nhiệm cha Giuse Trần Thanh Tú, một là cha chánh xứ giáo xứ Bình Lộc giáo hạ Tân Hiệp với những năng quyền theo như luật định; hai, cha phải nhận chức theo thể thức đã được quy định tại điều 9, tại điều 527; ba, cha phải tuyên xưng đức tin và tuyên thệ sẽ quản trị cách tận tùy và trung tín trước mặt đấng bản quyền hay đại diện đã được ủy quyền theo quy tắc của các điều 833 khoản 6 và 1283 khoản 1. Với sự tín nhiệm, chúng tôi tin tưởng rằng cha sẽ phục vụ gia đình giáo xứ Bình Lộc theo gương mẫu của Chúa Kitô, vì một tử nhân lành đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng là phục vụ và hiến mạng sống mình làm sáng cứu chuộc cho muôn người. Ngoài ra là linh mục chánh xứ, với sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, cha cũng có trách nhiệm ra đi loan báo tin mừng cho mọi người hiện diện trong phần đất của giáo xứ. Văn thư bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 2023 hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình Lộc. Long Xuyên, ngày 1 tháng 3 2023, Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã ký. Giuse mới luôn được linh mục trưởng ấn đã ký, và văn thư này được trao tận tay cho cha Giuse Trần Thanh Tú. Sau khi đã nhận bài sai của Đức Giám mục từ tay cha Quảng Hàm để chính thức thi hành nhiệm vụ tại nhiệm sở mới, cha xứ mới Giuse sẽ tuyên xưng đức tin, một đức tin chính thống từ các tông đồ truyền lại, và ngài cũng sẽ tuyên thệ trung thành với Hội Thánh, cụ thể là trung thành với các đấng bản quyền của mình. Chúng con xin kính mời cha. Tôi Giuse Trần Thanh Tú, với đức tin vững vàng, tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh Tin Kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi các Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan Pontius Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người vinh hộ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụ thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Thánh Truyền.
tôi tuy sư có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Dân đức tin dữ dàng, tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong lời Thiên Chúa, dưới hình thức thánh kinh hay thánh truyền, và mọi điều giáo hội dạy phải tin như đã được Thiên Chúa mặc khải. Khi giáo hội dạy như thế, bằng một thánh huyết long trọng hoặc bằng giáo ngôn thông thường và bộ pháp, tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều và những điều do giáo hội xác quyết liên quan đến giáo lý về đức tin và thực tế. Hơn nữa, bằng sự chứng phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giáo Hội Đoàn trình bày. Khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức dù không có ý sao quyết, tôi Giuse Trần Thanh Tú, khi đã nhận nhiệm vụ cha xứ giáo xứ Bình Lộc này, hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với giáo hội công giáo bằng lời nói và việc làm của tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành chu toàn với các trách vụ đối với giáo hội toàn cầu cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ tại đó theo giáo luật quy định. Khi chu toàn nhiệm vụ ủy thác cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành có tài đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái ngược lại. Tôi sẽ tuân hành cột nhỏ kỳ cương chung của giáo hội toàn cầu và sẽ tuân thủ tất cả các luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật. Trong tinh thần dân phụ khi giáo hội, tôi sẽ tuân theo những điều các chủ trang khả kính công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin, hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội, tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để công việc công đồ được thực hiện nhân dân và do quỹ vị của giáo hội trong sự nghiệp thông với giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa và sắc tâm tôi đặt tay đây giúp sư cho tôi. Một là tư lễ, tiên tri và vương đệ để diễn tả tượng trưng những nhiệm vụ thánh đó. Giờ đây Đức Giám mục sẽ mời cha xứ mới ngồi ghế chủ tọa đến tòa giải tội, bước lên giải đài và mở cửa nhà tàng. Cha thánh xứ sẽ thay mặt Đức Giám mục để quản trị cộng đoàn dân Chúa theo tinh thần đức ái mục tử của Chúa Kitô. Ước mong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tin tưởng vào Ngài như tin theo chính Chúa Kitô vì mục tử nhân lành. Chiên ta thì nghe tiếng ta đi đâu chiên cũng theo ta đến đó, ta biết chúng và chúng biết ta. Ngồi tòa giải tội. Với thánh chức linh mục hiệp thông với Đức Giám mục, Ngài sẽ thay Chúa Kitô ban ơn tha thứ cho tội nhân chân thành thống hối ăn năn. Ước mong cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng đến lãnh nhận ơn giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải này, để cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và tìm lại sự bình an cho tâm hồn mình. Bước lên giảng đài. Lời Chúa là thần trí và là ánh sáng soi tỏ đường chúng ta đi. Bước lên giảng đài, Ngài chỉ không chỉ công bố mà còn dẫn giải lời Chúa, giúp chúng ta hiểu và sống đúng như ý Chúa muốn. Ước mong cộng đoàn chúng ta ngày càng biết hâm mộ lời Chúa, coi trọng phục vụ lời Chúa cũng như phục vụ thánh thể, để được sống và sống dồi dào. Mở cửa nhà tàng. Với thánh chức linh mục, cha chánh xứ có nhiệm vụ sống và ban thánh thể Chúa Kitô cho cộng đoàn. Ước mong thánh thể Chúa sẽ là nguồn sức mạnh giúp chủ chăm và nên sức sống dồi dào cho đoàn chiên, vì như lời Chúa đã nói, tất cả những ai yếu nhọc và vất vả hãy đến cùng ta,
ta sẽ nâng đỡ và bổ sung cho. Giờ đây, cha Giô-xe đã thực sự là cha xứ giáo xứ Bình Lộc. Trong niềm vui chung, một vị đại diện của cộng đoàn giáo xứ sẽ thay mặt mọi người chúc mừng cha xứ mới của chúng ta. Chúng con kính mời. Giám mục giáo phận, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, kính thưa cha Giô-xe Maria Nguyên Chánh Xứ, kính thưa cha Giô-xe Tân Chánh Xứ Bình Lộc, quý tu sĩ nam nữ, ông bà cố cùng cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ, trong tâm tình cảm tạ ơn Chúa, hòa với niềm hân hoan và hy vọng, giáo xứ Bình Lộc chúng con hôm nay được Đức Cha chủ sự thánh lễ trao sứ vụ mới cho cha Giô-xe Tân Chánh Xứ. Chúng con xin cảm tạ tình Chúa tri ân tình người. Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, một tràng pháo tay thật lớn và giòn giả. Trước hết, với tất cả tâm tình tri ân sâu xa, chúng con xin vâng phục và tri ân Đức Cha, vì Đức Cha luôn yêu thương và quan tâm đến đoàn con giáo xứ Bình Lộc nhỏ bé này. Cách đây trên 8 năm, Đức Cha đã gửi cha Giô-xe Maria Phạm Văn Tính về ngôi sắc cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình Lộc này. Giờ đây, vì nhu cầu phục vụ, Đức Cha đã chuyển đổi và trao sứ vụ mới gửi cha Giô-xe Trần Thanh Tú, một mục tử trẻ trung và đầy nhiệt huyết về giáo xứ chúng con. Xin tri ân và cảm tạ Đức Cha, xin Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của thánh cả Giô-xe, bộ mạng của Đức Cha, xin ban tràng này hồng ơn trên Đức Cha, để Đức Cha vững tay hướng dẫn con thuyền giáo phận. Chúng con cũng xin hết lòng cảm ơn quý cha hoàng hạt, quý cha tu sĩ nam nữ đã vì tình thương mến giáo xứ và cách riêng với cha Tân Chánh Xứ. Hôm nay quý cha đến hiện thân và chia sẻ niềm vui này với chúng con. Xin Chúa ban tràng này phúc lành trên quý cha và quý vị. Chúng con cũng xin cảm ơn sự hiện diện của quý ông bà cố cha Tân Chánh Xứ cùng quý khách trong thánh lễ nhận sứ vụ mới của cha Giô-xe hôm nay. Tất cả nói lên một tình yêu mến bao la và ấm áp của sự hiện hành trong nghĩa tình của người Kitô hữu. Xin Chúa luôn yêu thương tiếp tục đồng hành và ban cho quý vị và gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Kính thưa cha Giô-xe Tân Chánh Xứ, từ hôm nay cộng đoàn chúng con vui mừng cùng đồng hành với cha giáo xứ Bình Lộc. Chúng con xin hứa sẽ luôn đứng thác vào lòng Chúa thương xót, luôn vâng phục, luôn yêu mến và tích cực cộng tác với cha Tân Chánh Xứ để xây dựng giáo xứ Bình Lộc ngày thêm phát triển và góp phần nhỏ bé của mình giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh trong tinh thần hiệp thông tham gia vì sứ vụ. Chúng tôi cũng cảm ơn quý ông bà và anh chị em, các hội đoàn, tập thể và cá nhân đã giúp đỡ cách này cách khác chuẩn bị cho thông lễ này. Xin cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong thánh lễ nhận sứ vụ mới của cha Giô-xe chúng tôi. Trước khi dứt lời, một lần nữa toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình Lộc, chúng con hết lòng tri ân Đức Cha Giô-xe, quý cha hoàng hạt,
quý cha, quý tu sĩ, quý khách, xin đức cha, quý cha, quý vị thêm lời cầu nguyện cho cha tăng chánh xứ chúng con cùng cộng đoàn giáo xứ chúng con trong lời kính nguyện. Cộng đoàn chúng con xin hết lòng tạ ơn và tri ân. Trong kính đức cha Giuse giám mục giáo phận, kính thưa quý cha hoàng hàm, quý cha cố, quý cha đồng tế, trong đó có em cùng lớp trên con lớp dầu của lầu hai, kính thưa quý thầy phó tế, quý thầy, quý sơ, quý cố, quý chức, quý khách, gia đình và toàn thể cộng đoàn dân chúa kính mến. Con xin cảm ơn ông chánh đã đại diện cho giáo xứ có lời chào chúc dành cho con trong ngày nhận sứ dụng mới này. Trước tiên, con xin cảm ơn đức cha Giuse đã yêu thương, tin tưởng gửi con đến phục vụ tại giáo xứ Bình Lọc này. Hôm nay, đức cha còn hiện diện chủ tế và chia sẻ trong thánh lễ nhận chức chánh xứ lần đầu tiên trong sứ vụ linh mục của con. Đức cha luôn dành cho con tình thương của một người cha, luôn động và giúp đỡ con trong ơn gọi cũng như trong sứ vụ linh mục. Một vài lời không thể nói lên hết công ơn mà đức cha dành cho con xin hết lòng tri ân đức cha. Con cũng xin cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý cha cùng lớp, quý thầy phó tế vì yêu thương đã dành cho con sự ưu ái. Quý cha, quý thầy đã không quản ngại đường xa, hy sinh thời gian để hiện diện với con trong thánh lễ và cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới này. Con xin hết lòng tri ân quý cha và quý thầy phó tế. Con cũng xin cảm ơn quý thầy, quý sơ, quý cố, quý chức, quý khách, gia đình cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ đến từ nhiều nơi mà con phục vụ hoặc con liên hệ, vì tình thương đã đến đây hiện diện và cầu nguyện cho con trong thánh lễ nhận sứ vụ mới này. Con không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn. Cách riêng con cũng xin cảm ơn ca đoàn hát lễ hôm nay và rất nhiều sự hy sinh âm thầm của mọi người đã góp phần cho buổi lễ hôm nay được trang nghiêm sâu sắc. Làm sao trong một giây phút ngắn ngủi này con có thể bày tỏ và diễn tả hết tình thương của đức cha, của quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể cộng đoàn đã dành cho con trong ngày đặc biệt, và con có biết bao lời cầu nguyện của nhiều người không thể hiện diện trong thánh lễ này hướng về con. Đó sẽ là niềm vui, là động lực và niềm hy vọng đang đỡ con trong sứ vụ mới này. Con xin mượn giây phút này xin gửi đến quý bà anh chị em giáo xứ Bình Lọc, xin quý bà anh chị em cùng chung tay cộng tác với con để làm cho giáo xứ chúng ta ngày càng phát triển về mọi phương diện, trở thành cộng đoàn đức tin sống nhiệt huyết yêu thương, và nhất là trở nên chứng nhân cho Chúa ở vùng đất này để loan báo niềm vui cho mọi người bằng những việc làm bác ái và qua đời sống yêu thương. Nhìn lại lịch sử hình thành, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn quý cha tiền nhiệm, những vị tiền nhân đã góp công góp của để xây dựng giáo xứ Bình Lọc có được kết quả như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tổ chức thánh lễ hôm nay tốt đẹp. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn được khang an hạnh phúc. Con xin mượn giây phút này xin kính chúc đức cha Giuse với một giáo phận, quý cha hoàng hàm, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý thầy, quý sơ, quý cố, quý chức, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện ở đây được tràn đầy ơn Chúa, hồn an sắc mạnh và bước vào tuần thánh sốt sắng để được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa cuộc sinh. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới này. Buổi lễ kính xin đức cha và quý cha hoàng hàm, quý cha đồng tế cùng chụp chung với con một tâm linh tụng niệm tại tuần thánh. Kết thúc thánh lễ,
Con xin kính mời Đức Cha, quý cha Hoàng Hạc, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ và quý khách cùng chung vui với con và giáo sứ bữa tiệc tại nhà sứ và sau cùng. Trong thánh lễ hôm nay, nếu có điều gì thiếu sót, xin đồng lòng bỏ qua cho con. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng con sẽ cảm ơn ông cha sứ Dũng Xe và giờ đây cùng với Đức Giám Hộ Quý Cha Hoàng Hạc, Quý Cha Đồng Tế, chúng ta cùng tiếp tục dâng thánh lễ tạ ơn, cầu bình an và hợp nhất. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành trên giáo phận Long Xuyên và giáo sứ Bình Lộc chúng con. Hai gia miền phương, này tôi đã tôi tớ xuống, tôi xin vâng như lời tuyên thần truyền và tuyên thần cám biệt và con ban công sang Thiên Chúa, đặc biệt gia đình giáo sứ Bình Lộc tất đến và riêng với cha sở hữu chúng ta cần thành phố tất nhiên. Chúng ta là cái đức nhận chiêm mùi nhân sở của chạy xe trong ngày lễ nên làm chỉ đi tới mẹ để giáo hội tôn thờ vô thay người chú xuống cái đặc tuổi. Thứ nhất, đánh liền với lần tin đi ký hôm nay khi đặt tới bậc các quốc chú thánh thần cộng đoàn chiến thắng tái cũng để cùng và đánh liền với 9 tháng sau lễ Giáng sinh cũng trong khi tin kính mọi người quỳ gối bàn thờ kẻ hải đi Giêsu sinh ra trong đó còn như vậy thấy hôm nay là trung vào mầu nhiệm nhận thẻ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã ra khỏi cung lòng của thiên quốc gia để đến với con người. Chúa Giêsu đến với con người để cứu phải cho con người như là thiên thần đối thoại với Đức Mẹ Maria trong bản tin mừng này, có đói, có nghe, có suy tư, có động lực và nhất là Chúa Giêsu đã ra khỏi cung lòng của Thiên Chúa Cha đến với con người đối thoại với con người để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha. Này con xin đến để thi hành thánh ký danh. Điều mà chúng ta tôn thờ mầu nhiệm nhận thẻ ở ngay lời tiên tri Isaiah loan báo người sẽ được tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, đây là một lễ trước khi bước vào nghi thức đền lễ mầu nhiệm sở trên xe, khiến ta ý thức được sự hiện diện của linh mục chủ tịch hội đoàn Thiên Chúa có nghĩa là ngày của Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bởi như Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha sai chủ tịch ở với công đoàn Thiên Chúa của giáo xứ Bình Đẳng này. Như Chúa Kitô vân phục thánh ý Thiên Chúa Cha đã đến, linh mục cũng vân phục thánh ý Thiên Chúa Cha đến lạy thiên thân của Chúa Kitô Emmanuel hiện diện giữa cộng đoàn giáo xứ Bình Đẳng này. Và như Chúa Kitô đến để phục vụ bằng giao giảng của Chúa, cử hành các nghi thức lãnh đạo cộng đoàn trong vòng khí của hội thánh, linh mục hiện diện để thực hiện những sứ vụ của hội thánh, phục vụ để dân Chúa sống và để sống rộng xa. Và đồng thời trong vòng khí của giáo phận, linh mục cũng hiện diện đại diện cho những giám mục và là ngày tân của linh mục đoàn trở thành Emmanuel giữa cộng đoàn này để thực hiện những chương trình tu mục vụ và loan báo tin mừng của giáo phận nhằm phục vụ nước Thiên Chúa tại địa phương này. Và nhất là như Chúa Kitô phân phục một cách khiêm tốn trở thành thai nhi nhỏ bé hiện diện trong lòng mẹ Maria và mẹ Bethlehem, nên cũng hiện diện cái sự khiêm tốn của con người cũng nhiều thế hệ để chia sẻ, để cảm thông và để cùng đồng hành các anh chị em giáo dân trên con đường tin lành của chính mình, nhờ đó trở thành vô cùng để Chúa khai quát anh em chị em của mình.
Mẹ Maria gương mẫu của chúng ta rất thân thương và phân phổ thánh ý Thiên Chúa để trở thành mẹ môn thay Thiên Chúa xưng như là người. Và linh mục cũng góp phần vào chương trình Thiên Chúa bây giờ xin vâng theo gương mẫu của mẹ Maria để trở thành hiện diện giữa cộng đoàn Thiên Chúa để phục vụ cộng đoàn Thiên Chúa với niềm sáng ý với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Vì một sáng ý nên tôi cũng phải ghi ý Chúa với niềm ý khác từ đối với quyền năng và tình yêu của Chúa như mẹ Maria. Tuy nhiên, trong một cái lễ nhận nhận một nhận sở với của cha Chúa Xe, tôi muốn nhấn mạnh tới vai trò gương mẫu của cha Chúa Xe, vừa là ông mẹ của cha sở với, vừa là con trong kháng cha Chúa Xe. Thánh Chúa Xe cũng vâng phục với ý Chúa. Được khi thành con báo kinh tình dạy, Thánh Chúa Xe đón trên lời đất mẹ và Maria về nhà mình theo lời thiên thần truyền sự vâng phục. Và từ đó Thánh Chúa Xe luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu và đất mẹ để phục vụ Thiên Chúa qua lời phục vụ Chúa Kitô và mẹ Maria. Đó chính là gương mẫu cho chúng ta phải sự vâng phục Thánh Thiên Chúa để Thiên Chúa Kitô hiện diện không chỉ là tại Palestine hoặc là tại Nazareth hoặc là tại Bethlehem hoặc là tại những nơi khác nữa, nhưng còn phải hiện diện trong lịch sử nhân loại. Xin nghĩ như vậy, tôi muốn cầu chúc cho tất cả cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là các sở ở Chúa Xe và Thần Thú với một bà Thánh Chúa Xe, một số quý cha cũng như một số các mẹ để tìm thấy Thần Chúa Xe và nhất là cô giáo xứ Bình Lộc của chúng ta hãy đón nhận tình yêu Thiên Chúa như là Chúa Giêsu đón nhận tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu của con người cụ thể nơi mẹ và Thánh Chúa Xe trong đời đón nhận tình yêu của Chúa qua tình yêu của con người để sống như Chúa Kitô đi đường khó khăn tuyệt đối cho tình yêu của Chúa. Đó cũng chỉ là người mẫu tổ người chúng ta đang sống trong cuộc sống tận gian này và riêng cho các linh mục để riêng ước cho cha chị xe này. Tôi muốn thể hành siêu trong lễ cánh xe quy phần tháng cánh xe năm 2023 xin chia sẻ với cộng đoàn các nhân viên chia sẻ với cha sở với chị xe hình ảnh của Chúa Giêsu nằm trong máng bọ tại đất lành. Nước sĩ chúng ta cũng hãy sống tâm tình an bình thiên thế ổn trong tình yêu của ngài Maria bên cạnh con Thánh Chúa Xe. Đó là tình yêu của Chúa trao tặng cho chúng ta qua tình yêu của con người. Một điểm mà tôi chỉ cho Thánh Chúa Xe là phải khi Chúa Giêsu sinh ra để làm trong máng cỏ, các thành máng cỏ phải làm bằng gỗ, bằng cây, thân gỗ gắn liền với nền thờ mộc. Chúa Giêsu đã được đóng thân thờ ngay từ khi Chúa sinh ra đã nằm trong máng cỏ bằng gỗ. Thì hôm nay chúng ta thấy hãy được xem ra Chúa Giêsu. Tôi cũng suy nghĩ về mình cũng như về anh chị em và đặc biệt là quý cha trang hay là quý cha sở lên cơ hội toàn tình hãy một tay nắm lên cái Chúa Xe và cái Chúa Xe đang dẫn và một tay hãy phát kỳ cái Chúa Xe của đời mình ai muốn không ta hãy từ bỏ hình mắt tập giá mình của chúng ta bước trong Chúa Kitô với sự bảo trợ của Chúa Xe như là phương lập Chúng ta hãy chạy đến Thánh Chúa Xe để học hỏi
cái đấy như xe về sự tin tưởng dấn thân cho sự phục của mình. Tôi nghĩ tới một câu của Việt Nam chúng ta: dù nhân như số mộng, sử dụng con người trong chương trình cũng như là người thợ mộ sử dụng gỗ để trở thành chất bản, trở thành chất thế, trở thành những dụng cụ trong đời. Sử dụng số nhân như số mộng, cái tay họ cái đấy như xe nỗ lực lao động để phục vụ công bằng dân số như một mô phẩm cộng sản như Chúa. Chắc chắn cái gì sẽ là gương mẫu đồng hành và thức lạc cho chúng ta. Và nhà thứ tư, Chúa Giêsu kết thúc cuộc đời này với cái chết, chết trên cây thập giá bằng gỗ. Nghiêm của người thợ mộc đã đóng vào miệng của Đấng Cứu Thế để chết trên cây thập giá và dùng cái thập giá để giao lại ơn cứu độ cho nhân loại. Trong ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta suy tôn thánh thánh Giêsu. Hãy đến thờ lạy. Đây là cây gỗ nơi cho Đấng Cứu Độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. Kính thánh thờ lạy Giêsu trên cây thập giá bằng gỗ gắn liền với lễ khởi đầu của Israel. Hãy Israel cũng đã sống cuộc đời hy sinh vì gia đình chúng ta. Chắc chắn các ngài sẽ tương phục và chúc lành cho cái đau đớn khổ cực của chúng ta trong đời này. Đó chỉ là những hình ảnh mà Chúa Giêsu hiện diện bên cạnh thánh Giuse để đón nhận tình yêu của Ngài, vô quan tình yêu của thánh Giuse và ngài mặc giày. Và bây giờ được trang sản Giuse hiện diện trước cầu toàn dân Chúa tại giáo xứ bình đồng này, hãy trở nên trẻ của Emmanuel, tìm Chúa ở giữa con người với niềm tin tưởng khi Chúa đang yêu thương bảo vệ qua đời sống, qua sự yêu thương chăm sóc của con người mà Chúa gửi đến, như Chúa gửi đến cho Chúa Giêsu nhân bản và Giuse. Hãy sống đơn sơ bé nhỏ như một em bé tin thiết phục trong vòng bảo vệ của đức mẹ Giuse, trong tô ấm bằng gỗ gắn liền với mẹ khả mộc Giuse. Hãy nắm chặt tay cánh Giuse và đồng thời nắm chặt cây cánh giá trên vai mình để đi và cánh Giuse kéo bảo vệ cho lòng của đức mẹ. Và đồng thời học hỏi với cánh Giuse sự lao động và cái kiên cố của những nô bộc trong gia đình để sống nhân như sống mộc. Và hãy yêu thánh Chúa Giêsu, hãy in chặt đời mình vào cuộc đời thân bộ của cái thánh giá nên gắn liền với ngày tập mộc của Giuse. Chúng ta đang được Chúa bảo vệ qua sự yêu thương chăm sóc rất nhiều người. Đó là những lời cầu nguyện thực sự giúp quý vị chúng ta đang từ mầu nhiệm nhận thầy Emmanuel. Khi Chúa ở cùng chúng ta, với Chúa bên cạnh, thì là hiện thân rất nhiều người đang cộng tác với Chúa để phục vụ được Thiên Chúa và hỗ trợ để chúng ta thực hiện sứ vụ của mình trong lòng người thánh. Và đó chính là lời cầu chúc, lời cầu chúc trở thành lời cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta nói chung, cho cộng đoàn giáo xứ Bình Đẳng và các riêng tư ngày sở hữu. Hãy là hiện thân của Chúa Giêsu Emmanuel trong thể hiện của Chúa, trong tình yêu của mọi người với sự phản trả của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ một chút chúng ta để tiếp tục suy nghĩ về chủ đề. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban đặc biệt cho cha Giuse Trần Thanh Tu là cha sơ với của giáo xứ chúng ta. Và anh ta phải Oh!
Hãy